Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ khóa khiển cửa của hãng Libero. Libero, một trong những năm gần đây thì đã ra những dòng sản phẩm như khóa khiển cửa bi gầm, khử khuẩn khá là chất lượng. Với cái khóa khiển cửa này thì được đánh giá là một trong những dòng sản phẩm chất lượng rất là tuyệt vời do anh em thợ cũng như người tiêu dùng đánh giá. Với cái những cái dòng sản phẩm của hãng Libero thì bên em sẽ có nhiều, rất là nhiều mẫu mã. Ngày hôm nay em đang gửi tới anh em một cái mẫu rất là thông dụng này. Đó, và rất là được chuộng cho đến thời điểm hiện tại tháng 9 2022. Cái mẫu này thì nó hoàn toàn là lọc bấm 100% bằng khiển em nhé. À anh nhé. Nó chứ không phải là gập khóa chìa. Đây, em nhìn đó, đây chính là cái điểm báo pin của nó này. Phần này là phần gài rắc của nó. Về cái bộ khóa khiển cửa này thì nó rất là dễ sử dụng. Rất là dễ sử dụng. Đây anh em có thể nhìn nhá. Đó, rắc là rất là chắc chắn này, cầu chì 15A. Đó. Anh em nhìn này. Đây này, ở phía ngoài của vỏ hộp thì người ta sẽ có hướng dẫn là với cái bộ khóa khiển cửa này thì nó sẽ bao gồm các chức năng như sau: đóng mở cửa xe, mở cốp xe và tìm xe, tức là định vị xe. Với cái mã ngày hôm nay em đang gửi tới anh em là L511. Hiện tại bên em đang còn 6 mã. Nhưng mà trong quá trình quay video thì em sẽ quay giới thiệu cho anh em một mã trước cho nó tiện nhất. Đó. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái bộ khóa khiển cửa ô tô. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.